Đêm tân hôn, tôi là Lương Vivi. Chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong phim cổ trang và trở thành hoàng hậu. Nhưng bà, lùi xuống cả đi. Lương Vivi, trả lại đây cho ta. Người tránh ra. Cô có tư cách gì mà được mặc thế này? Cởi y phục ra cho trẫm. Như mọi người thấy đấy, chẳng phải là mẫu nghi thiên hạ cao quý, được hoàng đế yêu chiều gì đâu, mà là một kẻ xui xẻo thấp kém, ngẩng đầu nhìn trẫm, bị hành hạ sống không đổi ba tập. Tôi chẳng những phải phối hợp với tên hoàng đế thúi này, làm người cho hắn ta sai khiến, mà còn phải chết thảm vô số lần. Tôi sẽ chết hết lần này đến lần khác ở đại lễ tế trời. Mỗi lần sau khi bị giết, tình tiết sẽ tự động lặp lại. Hoàng thượng, qua đây. Quỳ xuống. Đêm nay hoàng hậu hầu hạ ở đây đi. Hoàng thượng, mỹ nhân, thần thiếp tuân chỉ. Biên kịch đại nhân, phải làm sao tôi mới sống sót trở về được đây? Thái hậu giá đáo. Thái hậu. Hoàng thượng, sao thái hậu nương nương lại đến đây? Mẫu hậu. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Mẫu hậu, do ai gia đến sớm quá, quấy rầy giấc mơ đẹp của hoàng thượng và hoàng hậu rồi. Hoàng hậu và hoàng thượng đừng vội, ai gia đợi các con ngoài cửa. Thái hậu giá đáo. Hoàng thượng, mỹ nhân không cần hoảng sợ. Vào đi. Hỗn sự, không muốn bị thái hậu phát hiện thì nghe ta. Ngươi mau nằm xuống. Hoàng thượng. Hoàng hậu mới vào cung, ai gia vốn còn lo con không quen, nhưng xem ra ai gia lo lắng thái quá rồi. Làm phiền mẫu hậu quan tâm. Đế hậu tình cảm sâu đậm thì triều đình mới yên ổn được. Thu xếp ổn thỏa rồi mau tới đại lễ tế trời đi. Quy định của tổ tông không dám sơ suất. Di thần tuân chỉ. Cho dù ngươi có làm gì thì trẫm vẫn sẽ ghét ngươi thôi. Ta biết mà. Đều là quân cờ, hà tất phải làm khó nhau chứ. Cầu phúc, tấu nhạc. Tế trời, cầu khấn. Giờ lành đã đến, lấy hạt dẻ. Để ta. Hoàng hậu, vì cầu phúc cho đất nước, thần thiếp phải tích cực chủ động. Hộ giá, hoàng hậu qua đời rồi. Năm. Ta không tin. Tế trời, cầu khấn. Hoàng hậu đâu?
chỉ cần mình chạy nhanh, thích khách sẽ không đuổi kịp bước chân mình. Hoàng hậu qua đời rồi. 6. Trốn bên cạnh hoàng thượng là được chứ gì? Thích khách không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Hoàng hậu qua đời rồi. Lần này mình sẽ đứng ì trên đài cao không xuống luôn. 7. Giờ lành đã đến. Đương đương, qua đời rồi. Cho ta một cơ hội sống đi chứ. 8. Qua đời rồi. 9. Hoàng hậu còn gì bất mãn với ngôi hậu mình tha thiết ước mong. Một hoàng hậu sống không quá 3 tập thì có gì đáng để vui. Ngươi, đêm tân hôn như thế này ta lặp đi lặp lại 12 lần rồi, ngươi nói xem còn gì đáng vui chứ. Ta thấy người dứt khóa đồng tâm 12 lần, thấy người và cô ta chàng chàng thiếp thiếp 12 lần, làm cái bắt áo bên giữa các người 12 lần. Người nói đi, ta có gì mà vui vẻ chứ. Hoàng thượng bớt giận, to gan lắm. Hoàng thượng, người đánh đi, đánh chết ta là được. Dù sao ta cũng chết vô số lần rồi. Người đánh đi, đánh chết ta đi. Đánh chết người thì sao ta ăn đói được với thái hậu đây? Hoàng hậu tốt của ta. Người đâu, đưa hoàng hậu ra sân phạt quỳ. Không có sự cho phép của trẫm, không được đứng dậy. Hoàng thượng, người chắc chắn muốn làm như vậy hay sao? Hoàng hậu phạm thượng, nếu ai dám cầu xin hoặc chạy đi báo tin thì chém không tha. Ngươi sẽ hối hận đấy. Hoàng thượng, đừng giận, đừng giận mà. Tình tiết ngang trái gì thế này? Biên kịch dớ dẫn. Mình nhất định phải sống sót. Mình không tin không làm được. Lại xem phim trên Mango TV. Bên kia gọi cậu ra tập luyện đó, cậu không đi à? Tớ qua đó trước nha, cậu cũng qua đó đi. Cố lên. Đáng thương quá, sốt thành thế này rồi. Mẫu hậu, hoàng thượng có không thích hoàng hậu thế nào thì cũng nên để mặt lương lão tướng quân và ai gia chứ. Mẫu hậu dạy bảo đúng lắm ạ. Một phi tử nhỏ nhoi mà dám phạm thượng, người biết tội chưa? Thần thiếp, người đâu, bắt chân mỹ nhân lại cho ai gia. Giả miệng 50 cái. Dân, thái hậu khai ân. Xin thái hậu khai ân. Xin thái hậu khai ân. Hoàng thượng cứu thiếp. Những gì hoàng hậu phải chịu, ai gia muốn cô ta phải trả gấp đôi. Mẫu hậu, việc gì phải nổi giận vì một mỹ nhân nhỏ bé? Hôm qua đã do trẫm hồ đồ, lại hại đến hoàng hậu, vậy cũng nên để trẫm bù đắp. Cơ thể hoàng hậu yếu ớt, bắt đầu từ ngày mai trẫm sẽ cùng đến hành cung nghỉ ngơi với nàng ấy. Hoàng thượng có lòng rồi, ai gia cũng không thể làm khó thú vui mà hoàng thượng thích được. Đa tạ mẫu hậu. Đi đi.
Tốt nhất là sinh một đứa cháu cho Ai Gia. Vậy còn đại lễ tế trời à? Để sức khỏe hoàng hậu tốt lên, sinh hoàng tôn nối dõi cho Ai Gia thì chính là báo đáp tốt nhất cho tổ tiên đấy. Không làm đại lễ tế trời nữa hay sao? Đợi hoàng đế và hoàng hậu về cung rồi tính. Chỉ đành đến hành cung trước rồi tính thôi. Sống được ngày nào hay ngày ấy. Không đợi được nữa, để hoàng hậu tự đi đi. Ta đến rồi, ta đến rồi, ta đến rồi, ta đến rồi đây. Cô đang làm gì vậy? Đi ra ngoài thì mang nhiều đồ chút sẽ không thiệt thòi đâu. Cô lại muốn làm gì nữa? Lên xe chứ sao? Đây là xe của cô hay sao mà cô lên? Xe của ngươi to như vậy, hai người ngồi có sao đâu. Ta không ngại, trẫm ngại. Ngươi xuất phát. Dân, đưa cho ta. Nào, của người đây. Tránh ra. Nhịn đi cho ta, xuất phát. Mặt dày vô sĩ. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Làm gì vậy? Khát rồi. Xuống dưới lấy nước đi. Ta bận lắm, ngươi tự đi đi. Hoàng hậu, cô càng lúc càng chẳng ra làm sao. Khó khăn lắm ta mới mở khóa được tình tiết mới. Ta còn phải ăn ngon mặc đẹp, còn rảnh mà lo tới ngươi. Lúc Trẫm và Chân Mỹ Nhân ở bên nhau, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chuẩn bị ổn thỏa hết. So với hoàng hậu thì dịu dàng hiền thục hơn nhiều. Hoàng thượng, chuyện này thì ngươi không đúng rồi. Ngươi nói xem ngươi thích người ta mà ngày nào ngươi cũng sai người ta làm này làm nọ. Ngươi nói xem ngươi làm phu quân cái kiểu gì vậy? Thế là không được. Cô đến ngay cả tam tộc tứ đức, đạo giữ nhà cũng không hiểu mà nói Trẫm hả? Sao ta lại không hiểu cách chăm sóc gia đình chứ? Ta nói cho ngươi nghe, hậu cung là gia đình nhỏ, thiên hạ là gia đình lớn. Bây giờ ta như thế này là đang tiết kiệm lương thực, giúp ngôi nhà lớn là thiên hạ đó. Có hiểu chưa? Ăn không? Không ăn thì ta ăn. Sao vậy? Đau quá. Đau ở đây hả? Viêm quanh khớp vai. Ở đây hả? Lên trên chút nữa. Ở đây. Không không, xuống dưới, xuống dưới. Ở đây, bên trái, bên trái. Bên trái, qua bên trái. Ở đây sao? Bên phải, bên phải. Ở đây, qua phải một chút. Rốt cuộc ngươi đau ở đâu? Có phải là đau hết cả người không? Xe này rung lắc khiếp quá. Chúng ta xuống xe đi rồi ấn. Đây, dừng xe. Đi, đi nào. Cô xuống đi. Ê này, ngươi. Đi, tăng tốc lên. Ở kia. Dừng xe. Làm gì vậy? Ngươi làm vậy là sao? Dừng xe. Dừng xe. Đừng giết ta. Xin chào hoàng tẩu. Dương gia. Không sao chứ? Bây giờ an toàn rồi. Hành cung cách đây không xa, ta phải về trước để chuẩn bị. Lát nữa gặp nha. Đi thôi. Chắc hoàng hậu không đến được đâu. Ta đến rồi, ta đến rồi. Ta đến rồi. Sao ngươi nhỏ mọn quá vậy? Chẳng phải ta chỉ không đấm lưng cho ngươi thôi sao? Ngươi còn bỏ mặc ta ở đó.
Người biết có thích khách hay không? Nếu không có Dương gia thì ta chết lâu rồi. Dương gia đâu rồi? Vào trong rồi hả? Sao mọi người lại không đi? Nhanh lên. Xuống đi. Đừng mà. Quan tẩu đừng sợ. Là Tiểu Vi. Thì ra là một con bé thỏ. Làm ta sợ chết khiếp. À đúng rồi, có cơm không? Ta đói quá. Thần đệ đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Hoàng huynh hoàng tẩu thay y phục xong là có thể dùng bữa. Ăn cơm thôi mà cũng phải thay y phục nữa hả? Không phải, không thay được không? Ta sắp đói chết rồi. Thích khách này chắc không phải. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ dội. Thần làm gì không hiệu quả, xin hoàng thượng thứ tội. Bỏ đi. Nam Quận Dương bỗng nhiên xuất hiện, do hoàng hậu tốt số thôi. Lần này Nam Quận Dương bỗng dưng về triều, e là có âm mưu. Thay trẫm chuyển lời đến Tam Hoàng Thúc. Tuân chỉ. Mới đó đã không chịu nổi rồi hay sao? Ngồi yên. Chẳng phải là ngươi nói đau dai hay sao? Để ta massage cho ngươi. Cô còn nhớ à? Nói về chuyện massage, ta nói cho ngươi nghe, tay nghề của ta lợi hại lắm luôn đó. Lát nữa ngươi đừng có ngủ. Cô thì có tay nghề gì? Ta đã nói gì nào? Cô bỏ thuốc rồi hả? Cô không làm gì nhân lúc trẫm ngủ đó chứ. Hoàng thượng không phải ai cũng hại ngươi đâu. Ta cho ngươi biết, ngủ nhiều hơn, ít làm việc đi. Ngươi xem ngươi đi, sớm muộn gì cũng hại chết chính mình. Được rồi, ta đi đây. Massage cho ngươi cả buổi trời mà còn không trả tiền cho ta. Không cần cảm ơn. Cần cô dạy dỗ chắc. Hành cung hẻo lánh, không được bằng như trong hoàng cung. Hoàng huynh và hoàng tẩu ăn tạm đi. Thế mà còn là ăn tạm hay sao? Thế này đã ngon hơn nhiều so với nhà trường của ta rồi. Chỉ tu sửa hành cung nhỏ nhoi mà còn phải phiền hoàng đệ đích thân giám sát. Hoàng đệ đang giám sát cung Thúy Vi này. Hay là trẫm vậy? Hoàng huynh nói đùa rồi. Thần đệ dân theo lệnh mẫu hậu tiếp đãi hoàng huynh và hoàng tẩu. Chỉ sợ có điều gì sơ suất thôi. Sao lại nói là giám sát được? Tất nhiên trẫm chỉ đùa thôi. Đệ và Thái Hậu mẹ con một lòng. Tâm tư của Thái Hậu thế nào, hoàng đệ là người hiểu nhất. Nào nào nào, chúng ta uống rượu đi. Thôi thôi, không nói nhiều nữa. Đều nằm trong rượu hết rồi. Cạn. Dương gia, ta dạy đệ chơi một trò chơi nha. Chuẩn bị nào. 15-20. 5-5. 15-20. 15-10. Để uống đi. Đây, chơi lại, chơi lại. 15-20. 15-10. 15-20 không có. 15. 15-20. 15. 15-20. 5. 15-20. 15. 15-20. 15. Người đâu? Thêm rượu. Dương gia, Dương gia, gió công của đệ lúc ở trong rừng lợi hại quá. Đó là gió công gì thế? Hoàng tẩu đang nói đến cây cung kia. Hoàng thượng. À đúng rồi đúng rồi. Được đấy, còn có thể tấn công tầm xa nữa. Nào hoàng thượng, ta rót rượu cho ngươi. Uống đi hoàng thượng. Dương gia, bữa cơm này của đệ đúng là chuẩn bị khá tốt đấy. Ta về trước đây, hai người cứ tự nhiên.
No quá. Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng cho mời. Ngài ấy tìm ta hay sao? Có chuyện gì? Nô tài không biết, chỉ nói bảo nương nương mau chóng qua đó. Cả ngày cứ lạ lùng kỳ cục. Hoàng thượng chỉ cho truyền một mình nương nương. Huynh thế này là muốn chủ tử nhà cô được tốt đẹp thì đừng lo nhiều nữa. Người đâu? Thêm trà. Nóng gì? Sao lại là cô nữa? Chẳng phải ngươi gọi ta đến hay sao? Trẫm cho gọi cô lúc nào chứ? Vừa rồi người hầu đi theo ngươi. Vivi, rốt cuộc cô cho trẫm uống cái gì vậy? Ta có thể cho ngươi uống cái gì chứ? Chẳng lẽ ta còn cho ngươi uống? Làm phiền rồi. Ta không có kinh nghiệm với tình tiết kiểu này đâu. Chuyện này Lương Vivi, trẫm cho cô toại nguyện. Đừng. Hoàng thượng, ta biết ngươi không hề tự nguyện. Ngươi bình tĩnh lại chút đi. Ngươi bình tĩnh lại. Cô to gan thật. Hoàng thượng, người thấy có chút khó chịu đúng không? Cút, đừng đến trêu chọc trẫm. Như vậy có đỡ hơn hay không? Ngươi đừng nhìn ta thế. Ta biết rồi. Ngươi chẳng qua là khí huyết quá dượng, ngươi làm tiêu hao năng lượng đi là được. Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Thật đấy mà. Ngươi tin ta đi, ta có kinh nghiệm lắm. Cố lên. Một. Hai. Thể lực ngươi thế này không được rồi. Mới làm có hai lần là do cô nặng quá thôi. Xuống đi. Trẫm không cần cô. Ta đang giúp ngươi mà. Hơn nữa, nếu ta ra ngoài được thì ta đã ra lâu rồi. Ta đâu có muốn ở lại đây. Cả phòng đầy mùi mồ hôi. Trẫm càng không muốn ở cùng với cô. Nô tài không phụ sự kỳ vọng của Thái hậu rồi. May mà hoàn thành sứ mệnh. Ngươi làm mạnh thêm đi. Hai người đang làm gì vậy? Đúng rồi. Mau mở cửa ra. Vivi, Hoàng huynh, hai người không sao chứ? Không sao, rất ổn mà. Ta đang huấn luyện thể lực cho hoàng thượng. Huấn luyện thể lực gì cơ? Huấn luyện thể lực đương nhiên là huấn luyện kiểm tra thể lực trẫm rồi. Để đừng có nghe hắn chém gió. Hắn làm 2 phút là không làm nổi rồi. Hắn không làm được. Thần đệ đã quấy rầy hứng thú của hoàng huynh hoàng tẩu rồi. Thần đệ cáo lui. Khoan đã. Nơi hành cung hẻo lánh, nhiều động vật, trẫm thấy không an toàn cho lắm. Hoàng huynh cứ yên tâm, nơi đây canh gác nghiêm ngặt, đến một con chuột cũng không chạy vào được. Trẫm vẫn thấy lo lắng lắm. Hay là Nam Quận Dương bảo vệ cho trẫm đi. Đêm nay để cứ canh gác ở cửa, không được rời khỏi một bước. Dân.
Nhìn cái gì? Thể lực không tốt, còn sợ chuột nữa. Làm gì đấy? Nam quận dương ở bên ngoài. Ngươi bảo đệ ấy bảo vệ cho ngươi đi. Ta cũng sợ chuột mà. Hơn nữa bây giờ hiệu lực của thuốc cũng hết rồi. Không cần ta ở cạnh ngươi nữa. Tha cho nhau đi. Lại sao nữa hả? Ở lại cho trẫm. Bắt đầu đi, hoàng thượng. Hoàng thượng thoải mái không? Lên nào. Đã không hoàng thượng? Còn chưa đã hả? Lại lần nữa nha, đừng mà. Ta làm nha. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Cái này không nhẹ được. Phải mạnh mới có hiệu quả chứ. Hoàng thượng cố chịu đi. Sao rồi? Có phải thấy dễ chịu lắm hay không? Lên nào. Thế nào, hoàng thượng thoải mái chứ? Thoải mái không hoàng thượng? Sướng không? Sướng lắm phải không? Ta thấy ngươi còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Thêm lần nữa nha. Hoàng thượng kêu ra đi. Sao mà không kêu ra vậy? Đổi tư thế khác. Hoàng thượng sao rồi? Ta thấy cũng tạm ổn rồi đó. Ngươi nằm xuống đi. Để ta giúp ngươi thả lỏng nha. Nằm xuống, ta giúp ngươi. Có phải bây giờ hoàng thượng bắt đầu thấy mong chờ rồi không? Đưa tay cho ta. Ta giúp ngươi thả lỏng cánh tay trước. Hoàng thượng, ta làm cho ngươi lâu như vậy, ta cũng buồn ngủ rồi. Biến ra ngoài. Không được ngủ ở đây. Cái đồ phụ nữ nóng lòng muốn có con như cô. Nói rõ trước nha, không phải do ta bỏ thuốc. Mà hơn nữa, thể lực của ngươi không ổn, còn sợ chuột nữa. Nếu để gen của ngươi được di truyền cho đời con cháu, thì e rằng cả thế giới sẽ trách tội ta mất. Đừng uống. Thuốc độc đấy. Mẹ, mẹ đừng uống. Cảnh Thanh ơi Cảnh Thanh, bình thường quái gở là thế, mà lúc ngủ trông cứ như trẻ con ấy. Đáng thương cho người bị thiết lập thân thế bi thảm trong kịch bản này quá. Phim được thuyết minh bởi Banco TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lương Vi Vi. Hoàng thượng. Sao lại là nàng?
Sao Mỹ Nhân lại đến đây? Hoàng thượng, thần thiếp quả thật không còn cách nào khác nữa. Thần thiếp thực sự rất nhớ hoàng thượng, nên len lén ra khỏi cung, muốn đi theo xe ngựa của hoàng thượng. Nào ngờ trên đường lại gặp phải sơn tặc, đó là thần thiếp cứ luôn cản trở. Suýt nữa đã hủy hoại sự trong sạch của thần thiếp. Thần thiếp nghĩ đến hoàng thượng mà liều chết dùng dậy mới thoát ra được đó. Thần thiếp sợ quá. Sơn tặc sao? Hôm qua hành thích thất bại, để hành cung này hẻo lánh, sao không làm lại lần nữa nhỉ? Đúng vậy, sơn tặc dù sao cũng không an toàn. Đi. Ngươi đưa ta đến đây làm cái gì? Thái hậu lệnh cho hai chúng ta bồi dưỡng tình cảm phu thê, tất nhiên chúng ta nên ở riêng với nhau nhiều hơn. Vậy ngươi thả ta xuống được không? Ngươi thả ta xuống đi, ta chưa từng cưỡi ngựa. Rất gì giờ này nọ nha. Hoàng hậu có thể tự tay nhặt con mồi của trẫm về không? Làm phiền hoàng hậu. Cái tên hoàng đế này đâu phải là chân không đi được mà bắt mình chạy xa thế này để nhặt chim. Ngươi còn quái gở thế nữa. Hoàng thượng. Dừng. Trời ơi, sao lại là ngươi? Cứu ta với. Sao hoàng thượng lại vui như vậy chứ? Giải quyết được vài chuyện phiền phức nhỏ thôi. Dương gia, Dương gia. Hoàng thượng. Hoàng đệ, chuyện gì mà sốt ruột quá vậy? Tiểu Hồng theo hầu hạ bên hoàng hậu tới báo, không thấy nương nương đâu hết. Hoàng hậu, hôm nay trẫm đưa cô ấy đi săn. Sao vậy? Sao hoàng thượng không đưa thiếp đi? Hoàng thượng, tại sao ngài lại không đưa thiếp đi? Sao thế? Cô ấy vẫn chưa về sao? Hoàng huynh đưa tẩu ấy ra ngoài lại chưa đưa tẩu ấy về là sao? Đệ đang chất vấn trẫm hay sao? Thần đệ không dám. Thần đệ phụ trách an toàn của hành cung, cho nên phải bảo vệ cho mọi người. Làm chuyện dư thừa. Lương lão tướng quân vất vả, nhiều công lao, trấn thủ nơi biên ải, chỉ có một người con gái thôi. Nếu như hoàng hậu ở bên cạnh hoàng thượng mà xảy ra bất trắc gì, thì e rằng... Hoàng thượng đừng giận. Đừng giận mà. Đừng giận hoàng thượng. Đừng giận mà hoàng thượng. Thần đệ chỉ nói thế thôi. Hoàng thượng đừng giận. Hoàng thượng. Biên kịch điên rồ. Biên kịch quỷ quái gì đây? Đây là đâu? Đây là... Vivi! Không được, mình vẫn nên chạy đi thì thôi. Đúng là mình đen đuổi 8 đời mà. Ôi, đại ca thích khách, đừng giết ta. Xin người đó đừng giết ta mà. Đừng giết ta.
Đừng giết ta, đừng giết ta. Vivi, là ta mà. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có người rồi. Ta còn tưởng là gấu xuất hiện nữa đó. Ta chạy tê cả chân rồi. Đắc tội rồi. Ôi đừng mà. Thế này khó quá. Sao vậy? Còn không chịu xuống nữa. Thả ta xuống đi. Cảm ơn nha. Vết thương này phải xử lý cẩn thận đó. Vết thương của hoàng hậu trẫm sẽ tự xử lý. Dương gia không cần tốn công. Đức hoàng tử đã có lòng, sao lại để cho cô ấy bị thương như vậy? Người phụ nữ của trẫm thì liên quan gì đến đệ? Huynh bắt nạt Vivi thì ta phải quản. Trẫm lại muốn xem đệ quản như thế nào. Thái hậu có chỉ. Tuyên ý chỉ của Thái hậu, lệnh cho hoàng thượng, hoàng hậu và Dương gia 3 ngày sau hồi cung tổ chức đại lễ tế trời. Tại sao còn có đại lễ tế trời nữa? Dòng tuần hoàn này vẫn chưa kết thúc hay sao? Nương nương, người xem, món ăn này không chê vào đâu được, đảm bảo không nhìn ra sơ hở. Nương nương, người thật sự phải làm thế này sao? Ta nói cho người biết, ta nhất định phải nghĩ mọi cách để thay đổi vận mệnh, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không từ bỏ đâu. Hoàng thượng à. À, tỷ tỷ tới rồi. Cùng hầu hoàng thượng ăn một chút đi. Được thôi. Hoàng thượng, bao đếm thử món ta làm đi. Ngày mai tế trời, chẳng phải chay tịnh. Ta biết mà, vậy nên đây là đồ chay. Người nếm thử một chút đi. Trẫm không ăn. Người ăn đi. Trẫm không ăn. Người ăn đi. Trẫm không ăn. Người ăn đi. Để ta thử tay nghề của tỷ tỷ nha. Nè nè nè, đừng ăn. Lãng phí quá đi. Hoàng thượng, ăn miếng này đi mà. Thiếp. Hoàng thượng. Hoàng hậu, cô lại hạ độc hay sao? Ta đâu có. Cô làm sao thế? Truyền thái y. Dân. Không phải, ta chỉ cho thêm chút đồ mặn bên trong thôi. Ta không có hạ độc mà. Cô còn giả biện. Thật mà, ta chỉ muốn phá vỡ người chay tịnh, sau đó hủy bỏ đại lễ tế trời ngày mai thôi. Ta thực sự không muốn làm gì khác nữa. Cô tốn công tốn sức chỉ để phá đại lễ tế trời. Ta không còn gì để nói nữa đúng không? Người đâu? Đưa hoàng hậu đi. Nương nương, mời người. Trong đại lễ tế trời có thích khách. Đừng kéo ta. Ăn nói hàm hồ thôi. Thật mà, ta còn biết thích khách này sẽ giả trang thành vũ nữ cơ. Nương nương, chúng ta cứ đợi mà xem. Tiểu Hồng, đi. Tế trời, giờ lành đã đến. Lấy hạt dẻ. Hôm nay ta phải xem rốt cuộc người giết ta như thế nào. Hoàng hậu, cô đang làm gì thế? Cô ta là thích khách đó. Ta chứng minh cho mọi người xem. Tại sao lại không có? Đừng đừng tha bạn. Người không có kiếm mà. Thế ngươi không phải là thích khách hay sao? Hoàng hậu, quỳ xuống cho ta. Cô còn ra thể thống gì nữa? Dân.
hỗn sự nhốt vào hậu cung. Vâng. Hoàng hậu điên rồi. Lần này hoàn toàn không còn thích khách nữa. Lương Vi Vi ta cuối cùng đã thoát khỏi số mệnh làm bia đỡ đạn rồi. Đúng là ông trời có mắt. Ông trời có mắt mà. Chào. Dương gia, đệ không được ngồi ở đây. Nhớ đâu lát nữa hoàng thượng đến, ngài ấy nhìn thấy đệ lại nổi giận mất. Tẩu sợ huynh ấy. Đệ không sợ hả? Ta chỉ đơn thuần là không thích huynh ấy thôi. Đệ cũng mạnh miệng ghê, rất trai gì giờ này nọ nha. Hoàng thượng uy nghiêm khí thế, nhưng mà không thể thao túng lòng người, khiến cho mọi người đều thích huynh ấy. Cái này thì đệ nói đúng rồi. Hình tượng tổng tài bá đạo, kiểu gì cũng có một chút vết thương chí mạng. Tổng tài bá đạo hả? Ta nói đệ hay, với kinh nghiệm nhiều năm xem phim, à không phải, đọc sách. 10 tổng tài bá đạo thì 9 người tuổi thơ bất hạnh, 8 người gia đình đơn thân, 7 người thiếu hụt tình cảm, 6 người có bệnh sạch sẽ, 5 người gian tà, 4 người mất ngủ, 3 người đau dạ dày, còn có 2 người thích cố chấp nữa, còn 1 người là phần tử phạm tội. Tao đã thay đổi rồi. Đây là nhớ lại kỷ niệm. Thấy thích cái này không? Ta đeo lên cho muội. Đẹp không? Đẹp. Chọn cả cho ngươi một chiếc. Thỏ. Đi. Tránh ra. Đi. Vivi. Đi. Tình tiết này không giống như mình nghĩ lắm. Vivi, nếu hôm đó người xông ra cứu tẩu không phải hoàng huynh thì sẽ thế nào chứ? Ta nói đùa thôi, tẩu đừng để trong lòng nha. Hoàng thượng, chẳng lẽ nương nương đã sớm biết chuyện rồi? Hai lần ám sát trước, hoàng hậu đều thoát được. Hôm nay hoàng thượng hủy bỏ hành thích đại lễ, quả là anh minh. Là hoàng hậu nói cho trẫm biết. Ban đầu lập hậu vì chúng ta coi trọng binh quyền trong tay Lương tướng quân. Theo ý của thái hậu, ngai vàng có thể mất, nhưng mà hôm nay xem ra chắc chắn đã gieo rắc tai họa ngầm rồi.
người trong quân đội của chúng ta báo tin, lần này Lương tướng quân đã thắng ngay trận mở màn, đánh trận rất thuận lợi. Trước mắt, Nam Cổ Dương quanh năm ở xa cũng đã trở về, còn thân thiết với hoàng hậu như vậy, e rằng có âm mưu gì đó. Ám sát không thành, vậy thì sủng ái đưa cô ta lên địa vị cao, rồi làm trò cười để trẫm quang minh chính đại mà giết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nương nương, mau lại đây, cô ta tận hưởng sự bình yên sau khi mở khóa vận mệnh. Ngươi làm sao vậy? Đều do chân mỹ nhân. Chân mỹ nhân hả? Chân mỹ nhân và cung nữ khua môi múa mép, nói người không được sủng ái. Nô tỳ bực quá tranh luận với cô ta, ai ngờ cô ta liền thật quá quá, đánh chó không ngó mặt chủ nhà mà. Nương nương, việc này không quan trọng, đi. Cái này cũng thơm. Đồ nũng nịu, bây giờ thì khỏe như vậy rồi. Tham kiến nương nương. Thần thiếp chỉ ngộ độc thực phẩm thôi. Thần thiếp yếu ớt, trước đây không ăn được trứng gà, trùng hợp là đồ ăn của tỷ tỷ lại có. Quá ra cô ngộ độc thực phẩm hay sao? Ai mà không biết, còn tưởng là cô ăn dạ nữa chứ. Tỷ tỷ không tin hay sao? Không tin có thể đi hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng là người hiểu thần thiếp nhất. Hoàng thượng biết thần thiếp không khỏe, luôn căn dặn thái y phải chăm sóc sức khỏe cho thần thiếp. Ta nhổ vào. Nào, cô lại đây cho ta. Bây giờ thì cô hãy ăn nó đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi thái y ngay cho cô, sau đó trịnh trọng xin lỗi cô. Cô, vậy nếu như thần thiếp không chịu ăn thì nương nương định làm sao đây? Vậy thì là ngươi phạm thượng rồi, biết rõ mà còn làm sai. Cô dám đánh ta hả? Ta đánh cô thì làm sao? Ta đánh cô đó còn phải chọn ngày nữa hả? Hoàng thượng, ngươi phải phân xử cho thần thiếp. Nương nương, chân mỹ nhân to gan dám làm hoàng hậu nương nương vấp ngã, không liên quan đến ta, ta không làm mà. Nếu như muốn bổn cung tha cho cô cũng không phải không được, trừ khi cô tự tát vô mặt của mình 20 cái vừa gian vừa mạnh. Cô điên rồi à? Nếu hoàng thượng biết chắc chắn không tha cho cô đâu. Hoàng thượng thế nào thì ta không biết, mà chuyện cô hại ta, nếu để cho thái hậu mà biết thì cô... Tắt đi. Tiếng nhỏ quá đó. Chủ phạm lỗi, nô tài nên bị phạt cùng chứ. Tiểu Hồng. Vâng. Tắt. Nương nương, người tát ta. Nương nương, đây là mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương. Còn tát nữa. Nương nương, nương nương à, tát đi, chưa xong mà, 20 cái nữa mà.